Thưa quý vị, trong suốt 5 năm qua, Trung tâm Từ thiện trực thuộc Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng đã mở cửa và duy trì lớp học miễn phí cho nhiều thế hệ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Với tên gọi Lớp học cộng đồng, dự án đang hỗ trợ giảng dạy các môn văn hóa như toán, lý, hóa, tiếng Anh, tin học và kỹ năng sống, góp phần xây dựng hành trang tri thức để các em tự tin bước đến tương lai. Mặc cho cái nóng oi bức của mùa hè, không khí tại lớp học vẫn vui vẻ và đầy hứng khởi. 10 học sinh một lớp, em nào cũng chăm chú lắng nghe cô giảng, nhanh nhẩu trả lời những câu hỏi giáo viên đặt ra. Được biết hiện có hơn 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ lớp 6 đến lớp 12 đang theo học các lớp thuộc dự án lớp học cộng đồng. Đa số các em đều rất ham học, tuy nhiên vì kinh tế gia đình nên các em không có cơ hội được đến các lớp học thêm. Từ khi mà học ở đây thì em thấy thành tích học tập của em tiến bộ rõ rệt. Mặc dù dạy ở đây miễn phí nhưng mà thầy cô rất là tận tâm tận tình dạy cho em. Có khi mà em không hiểu thì thầy cô sẽ giảng bài lại cho em. Con cũng thấy là rất là hạnh phúc và cũng như là thầy cô dạy cho con cũng rất là dễ tiếp thu và bạn bè cũng khá là hòa đồng. Tham gia giảng dạy tại dự án từ những ngày đầu tiên, chị Hồ Thị Minh Thi, giáo viên phụ trách môn toán và hóa tại trung tâm, rất vui và tự hào vì được nhìn thấy sự tiến bộ từng ngày của học sinh. Đặc biệt khi đã thấu hiểu hoàn cảnh của từng em, chị càng thêm yêu quý, trân trọng tinh thần vượt khó, ham học hỏi của các em. Đó cũng là động lực giúp chị gắn bó lâu dài với lớp và nhiều thế hệ học sinh tại trung tâm. Ở đây thì cũng có nhiều cái đối tượng học sinh, cũng có những em học rất là tốt, nhưng mà bên cạnh đó cũng có những em nắm chưa vững kiến thức, thì các cô cũng sử dụng nhiều phương pháp học tập để phù hợp với từng em. Ngoài ra thì các cô cũng có những cái giờ phụ đạo ngoài giờ để dành cho các em mà yếu, để các em nắm vững kiến thức hơn để theo kịp bạn bè. Mặc dù đây là lớp học cộng đồng hoàn toàn miễn phí, nhưng mà các cô thì cũng tạo điều kiện hết sức về cơ sở vật chất cũng như về tinh thần, tạo môi trường an toàn để cho các em có thể tự tin giao tiếp, gặp gỡ bạn bè, môi trường để các em có thể vui chơi, thoải mái trong cái sau giờ học. Lớp học cộng đồng của các thầy cô tại Trung tâm Từ thiện thành phố Đà Nẵng đã mở ra cánh cổng tri thức giúp các em học sinh nghèo có cơ hội học tập vượt khó vươn lên. Bên cạnh việc giúp các em củng cố kiến thức, các thầy cô còn chú trọng vào lớp kỹ năng sống. Qua đó phát triển kỹ năng mềm, bồi dưỡng nâng cao sức khỏe tinh thần ở trẻ, khơi dậy trong mỗi em tình yêu thương, lòng nhân ái, biết chia sẻ với người khác.